Có trà thanh nhiệt Dr. Thanh, mì không sợ nóng trong người. Từ chính loại thảo mộc tự nhiên, trà Dr. Thanh giúp thanh nhiệt bên trong để ngoại hình luôn tươi tắn. Sợ nóng trong người, hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh để luôn tươi tắn. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, sẽ mãi là một. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Tình anh em gian khó hiểm nguy, chúng ta vẫn luôn sẵn sàng kề vai nhau, ta quyết đi hết con đường. Sếp, không có gì của hình tự do, không có gì của hình tự lo. Tự lo. Không có gì là không có gì, không có gì là không có gì. Không có gì sao bằng mặt đó. Tôi có một cái chảo. Tôi có một nồi cơm. Cơm chiên chảo. Bây giờ mình muốn cơm nó ngọt á, mình đọc trên mạng á là mình phải bỏ đường vô. Mà bây giờ đường trắng hay đường vàng hay đường phèn, trời khó quá, thôi bỏ đại đi. Không có ai mà muốn cơm ngọt là bỏ đường, nói gì dễ quá rồi. Ai biết cô trên mạng á chỉ cho nó ngọt ngọt. Tôi sẽ chỉ cho một cách ngon hơn nhiều. Lấy cho tôi thảo mộc cam thảo thì chị. Cam thảo. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Ê, bữa nay mặc cái áo này nhìn ba tuổi quá. Dạ đó, còn tôi bữa nay tôi mặc cái áo này giống con ông. Ông cho tôi lời bình không? Nói đi. Ông bận cái áo này nhìn ông giống 3D. Là ba cái D hả? Ông cố tình không hiểu hả? Không có ai mà bao bông. Tôi hiểu rồi, tôi ông, hiểu. Thì ông nói sao tôi nói ngược lại vậy thôi à. Được rồi, rồi bỏ cái kia vô. Rồi cắt củ hành tây bỏ vô cho tôi một tụ. Nhưng mà trong cái cơm này ông nêm chút muối vô. Bỏ đi. Ủa ông làm món gì vậy? Cơm chiên lạp vịt. Tôi chiên dành tặng cho Phong. Trời sập. Thì sếp mà phải tốt với nhân viên, quan tâm nhân viên mình. Thôi ông tốt gì, chẳng qua gì ông sợ nó mệt, nó bệnh, không ai làm gì cho ông thôi chứ tốt cái gì đó. Trời ơi, nó cứng má ơi. Rồi bỏ lên đây. Đổ nước dừa vô. Không nhận đi ăn nó ngon ghê á. Mà ngon. Ăn vô duyên, kỳ. Ai, tôi đã phát hiện thêm một người giống Thanh nữa. Là ông. Thanh phải ăn gấp 10 lần, 20 lần, khoảng 100 lần tôi á. Bây giờ cái đầu óc của Thanh với là những cái suy nghĩ của Thanh á, nó bay bổng á, bay bổng á. Em đi xa quá phải không? Em như vậy đi là xa đi. Quá, em đi xa trái đất quá. Vậy là đi không phải là để trở về. Không, hy vọng là với những cái món ăn của tụi mình thì Thanh sẽ trở về. Một cái xấu mà cũng là một cái tốt cho Thanh. Tại vì Thanh là một nhà văn mà. Ngay cả Nhi của tôi cũng phải cần cái sự bay bổng, thì Thanh cũng phải cần gấp đôi sự bay bổng đó. Chỉ có đầu bếp. Ủa là có bay bổng không? Đầu bếp có bay bổng không? Sao không bay bổng? Bay bổng sao làm đồ ăn? Ông lấy cái đồ ông lọc lại đi. Ê, tôi đố ông lạp vịt là cái gì? Lạp vịt là ruột con vịt. Sai. Người ta ép nguyên một con luôn á. Mà đặc biệt ông ra chợ của người Hoa đó là có nhiều lắm. Thật ra nó là khô vịt. Lấy cái khô rồi đi. Rửa trước đi. Rửa đi. Dễ sợ không? Trời, bỏ hết mấy cái thảo mộc, hành tây gì ra đi. Này nó hơi cứng. Cái món này là tôi dặn ông Lâm trước nha. Biết sao không? Nó ngon thì nó ngon thiệt, nhưng mà nó dễ mập lắm, tăng cân quá. Tôi đang cần cho Phong. Cho chút dầu thôi. Ủa, mỡ gà ít thôi. Nói chung mỡ gà là cái thứ mà ngon nhất đúng không? Đúng rồi. Ông mới cho cô cá lóc vô nè. Lúc này cho lửa lớn nha. Nước mắm đặc, cho ít thôi.
Để tôi cho một chút ớt nè. Ít. Khô rồi, khô rồi. Tắt bếp đi. Ép cơm đúng không? Ừ. Rồi. Vô nè. Rồi đảo đi. Đảo nhanh nè. Nhưng mà nhớ cơm phải nguội nha. Một muỗng cà phê sốt tô đen. Đều tay nha, cho lửa lớn nha. Rồi. Thấy chưa? Màu đẹp hơn. Giống cơm cớm quá. Ngon rồi đó. Còn đây tôi cho miếng thơm nhiều nè. Đó, đủ màu. Đổ vào đi, được rồi đó. Tôi quên một hành. Rồi đó, bỏ vô đi. Ém càng cứng là càng đẹp đúng không? Ừ. Đó, lạp dịch nó để trên nè. Lấy miếng nước tương đi. À, mình làm một chén nước tương nha. Làm đẹp chưa? Cái này là mình xong. Ừ. Còn đây là mình dư. Ừ. Mình nấu ra một nồi cơm. Ừ. Ra được có một dĩa. Ừ. Thì chỉ dành cho Phong thôi. Nếu mà Phong ăn không hết thì tôi ăn ké. Còn ông muốn ăn thì chiên cái lứa mới đi nha. Cảm ơn ông. Bye bye. Ê. Ê. Giỡn hả? Quay đầu là bờ, bỏ đi là lên bờ xuống ruộng. Ủa, hai người làm gì vậy? Chưa bán đồ hàng hả? Một người thì bán tạp hóa, còn một người bán đồ ăn hay sao vậy? Cũng vui hả? Thôi lại chơi đi nha, tôi không có nhu cầu, tôi đây đây. Đứng lại! Anh Phong, em không bán tạp hóa, không bán hàng gì hết. Tất cả những món đồ này đều miễn phí cho anh. Kể cả em cũng là free dành cho anh. Phong, trợ lý tốt của anh. Dạo này anh thấy em hơi gầy gò xanh xao. Nếu em muốn sử dụng ai đó miễn phí thì em phải bồi bổ sinh lực trước cái đã. Nè, lại đây. Anh đút cho em ăn. Chúng 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 nào. Sếp. Chúng nào chúng nào. Chúng 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 nha. Nó bịch, nó bịch. Sếp ơi, em không ăn nữa đâu sếp. Có chừng nóng nha. Chúng 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 chúng. Ơi, mày ăn lẹ dữ vậy. Trời ơi, nè. Mắc nghẹn ha. Uống nước tôi lộn. Thôi, mắc nghẹn ăn tiếp đi sẽ hết mắc nghẹn. Mặt mày, mày. Mày biết công sức tôi nấu cực lắm không? Hả? Sếp. À không. Ý anh là mình ăn cho no, mình no rồi thì thôi, mình đi ngủ. Rồi mình ở lại với anh. Chứ đừng vì bờ vai của người lạ ơi mà bạc tình bạc nghĩa nha người anh em. Dừng lại, tất cả dừng hình, tất cả dừng hình. Con anh dính mép kìa, tội nghiệp anh quá. Ăn mà cứ như bị tra tấn vậy đó. Mặc dù em chỉ bên cạnh anh thôi, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận em đều cảm thấy hết. Bởi người ta nói có nét phu thê với nhau thường giao cách cảm dữ lắm. Anh Phong, dọn ra ngoài ở với em nha. Em sẽ lo cho anh từ chân lông đến cọng tóc. Anh đi với em nha. Vợ chồng mới ăn ở đời với kiếp với nhau, chứ trợ lý với lại sếp thì chỉ là người lạ mà thôi. Thôi, đủ rồi. Tôi quá mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi thôi. Đúng rồi, thấy chưa? Anh Phong chỉ muốn đi ra ngoài với tôi thôi. Không phải, đi ở đây là đi ngủ. Đúng rồi em. Đi ngủ đi, mình ngủ ở căn nhà này rất là ấm áp. Em ngủ sẽ rất là ngon. Chứ đừng đi ra ngoài với người lạ ơi. Lạnh lẽo, cô đơn lắm. Đúng rồi, người yêu là người lạ, còn sếp là người nhân. Tào lao. Dạ anh nói với anh nghe đi. Dạ anh đi với em hay ở lại? Đúng, nói cho Thanh nghe đi. Nói đi. Nói thôi đi. Được rồi, bây giờ tôi đi ngủ. 3 giờ chiều nay tôi sẽ trả lời. Ok. Thank you.
Ủa, anh Phong đâu rồi? Anh Phong đâu? Phong đâu? Anh Phong đâu? Sao tôi biết? Sao tôi biết? Cái gì vậy? Suốt mấy ngày qua, thật sự tôi quá mệt mỏi với việc phải đi hay ở. Vì cả hai người đều quan trọng đối với tôi. Một người là sếp, là ân nhân, một người là người yêu của tôi. Tại sao chúng ta không thể sống chung vui vẻ với một mái nhà hả? Bây giờ không phải là Thanh sẽ là người ra đi, mà chính tôi sẽ là người ra đi. Tôi chấp nhận mất em, mất chị và vĩnh biệt. Anh Phong đi rồi kìa, tại ông á. Tại Thanh á. Alo. Bây giờ anh mệt lắm. Bây giờ anh cần thời gian để suy nghĩ. Ok. Em không bỏ đi đâu nữa, em bỏ đi đâu em sẽ ở lại. Phong ơi, Phong ơi, Phong. Phong ơi, anh biết lỗi rồi Phong. Cướp máy rồi. Ghê nó chưa kịp nó hết vàng. Anh làm với Thanh thòa rồi. Nhưng mà như với Thanh Nhi đang dị ứng với cái bệnh siêu sao siêu lố của Thanh. Làm sao để cai bệnh cho Thanh đây ta? Không lẽ đập tan danh tiếng của Thanh? Bậy, bậy quá bậy. Tình yêu và nấu ăn.